Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ việc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Tam Bạc khiến nhiều người bị thương vào đêm qua. Điều đáng nói, qua xét nghiệm nhanh, thời điểm gây tai nạn, lái xe không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Thông tin ban đầu, khoảng 20:30 hôm qua, xe ô tô mang biển kiểm soát 15A-18565 di chuyển hướng chợ sắt cũ cầu Lạc Long với tốc độ cao đã đâm vào một xe máy tại ngã tư chợ sắt thuộc phường Phan Bội Châu. Tiếp đó, xe ô tô này lao đi, đâm liên tiếp nhiều xe máy và ô tô khác. Chỉ đến khi lao lên vỉa hè, rồi đâm vào nhà số 22 Tam Bạc, xe ô tô mới dừng lại. Tại hiện trường, rất nhiều ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng. Nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, tài xế điều khiển xe ô tô không bị thương quá nặng, nhưng khi vừa xuống xe, người này đã quỳ sụp dưới lòng đường xin tha thứ. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa xét xử vụ kiện hành chính giữa người dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyên nhân do Ủy ban Nhân dân tỉnh này thu hồi đất năm 2018 nhưng áp giá bồi thường năm 1995. Theo đơn trình bày của ông Lê Văn Phương, tháng 4 năm 1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 538 thu hồi 103m² đất của cha ông tại số 4 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuật để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk với số tiền đền bù hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuật tiếp tục ban hành thông báo thu hồi đất theo mức giá mới, bồi thường hơn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuật đều cho rằng đất của gia đình ông Trung là bố ông Phương đã có quyết định thu hồi từ năm 1998 nên áp giá bồi thường theo quyết định năm 1995. Không đồng ý với việc áp giá bồi thường trên, gia đình ông Phương khởi kiện. Kết quả, tòa hủy một phần quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, buộc Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành phương án bồi thường theo mức giá tại thời điểm ban hành thông báo năm 2018. Liên quan đến vụ việc hiệu trưởng mặc áo nhung cầm quyền trượng trong lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã yêu cầu vị hiệu trưởng này báo cáo sự việc. Theo hình ảnh được chia sẻ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, hiệu trưởng trường, đội mũ màu đỏ, tay cầm quyền trượng, khoác áo thụng, đeo vòng cổ, dẫn đầu các thầy cô giáo của trường tiến vào hội trường. Cạnh đó, các thành viên trong ban nghi lễ cũng mặc áo nhung đỏ pha đen, đội mũ màu đen. Những hình ảnh tại buổi lễ được chia sẻ trên mạng xã hội gây ra nhiều tranh cãi. Hiện tại, bài đăng về lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 29 tháng 7 trên trang web chính thức của nhà trường đã tạm ẩn. Theo giải thích của nhà trường, bộ lễ phục mang ý nghĩa khẳng định và thể hiện sự chuyên nghiệp, đẳng cấp của nhà trường trong mắt người học, đối tác, tăng tính đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, người học. Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh sách 139 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp nhà nước xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10, thì một lần nữa, dư luận lại dậy sóng bởi đã có những nghệ sĩ được dư luận cho rằng xứng đáng nhưng lại bị loại khỏi danh sách. Được nhắc tên nhiều nhất trong số những nghệ sĩ bị loại là nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, sinh năm 1945, từng vinh dự được vào phủ chủ tịch diễn phục vụ Bác Hồ nhân ngày Quốc khánh, đi lưu diễn tại nhiều nước trong thời kỳ chống Mỹ. Sau khi về hưu, bà đã lấn sân sang với phim truyền hình và thành công vang dội. Tương tự, trường hợp anh em nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn với cả khán giả yêu xiếc khắp thế giới. Ngoài việc được mời đi lưu diễn khắp thế giới, họ còn nắm trong tay hai kỷ lục Guinness thế giới, lọt vào top 5 của cuộc thi Britain Got Talent đình đám. Tối qua, đêm chung kết Miss Fitness Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam năm 2022 khép lại với chiến thắng của Đoàn Thu Thủy, người đẹp đến từ Phú Thọ. Tại buổi họp báo giao lưu truyền thông, netizen đã đào lại việc tân hoa hậu đã có mặt trong clip của nhóm người được cho là đang sử dụng bóng cười. Đoàn Thu Thủy thừa nhận mình là một trong những người đã có mặt trong clip được lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, cô cho biết mình chưa từng và không có ý định sử dụng bất kỳ chất kích thích nào. Tân hoa hậu khẳng định đoạn clip đã được cắt ghép, thực tế chỉ có bạn bè cô sử dụng bóng cười. Đồng thời, hứa sẽ dùng tiếng nói của bản thân để xây dựng nên một cộng đồng lành mạnh, tích cực. Mặc dù đã thẳng thắn thừa nhận cũng như làm rõ những lùm xùm xung quanh mình, nhưng hình ảnh của tân hoa hậu thể thao Việt Nam Đoàn Thu Thủy đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Tối qua, trên sân hàng đấy, Sông Lam Nghệ An cùng đội chủ nhà Hà Nội FC đã cống hiến cho khán giả một trận cầu căng thẳng và kịch tính. Mặc dù thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng không có được kết quả như ý, nhưng hình ảnh phù vàng sân hàng đấy và cổ vũ máu lửa của cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã làm nên dấu ấn đặc biệt của trận đấu này. Trước khi diễn ra trận đấu, các cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã làm nóng bầu không khí của trận cầu đinh này bằng cuộc diễu hành hoành tráng. Nhiều cổ động viên ở phía Bắc
từ Nghệ An ra đã tập trung rất sớm tại sân hàng đấy, tạo ra không khí náo nhiệt ở khu vực khán đài B. Sự cổ vũ cuồng nhiệt này đã tạo hưng phấn cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng để giúp họ có sự nhập cuộc vô cùng thuận lợi bằng bàn thắng mở tỷ số ở ngay trận đấu của Olaha. Đáng tiếc ở hiệp thi đấu thứ hai, chính cầu thủ ghi bàn phía Sông Lam Nghệ An phải nhận thẻ đỏ rời sân, tạo điều kiện cho Hà Nội FC ngược dòng đánh bại đội nhà. Thế nhưng, điều đáng nhớ, các cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã tạo ra một bầu không khí ấn tượng khiến các cổ động viên có mặt trên sân hàng đấy cũng như những khán giả của màn ảnh nhỏ trên khắp cả nước ngỡ như được chứng kiến một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, những hình ảnh ấn tượng đặc biệt về cổ động viên của Sông Lam Nghệ An cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!